Mình đang tham quan đây là quần thể chùa Bánh Mới, hoàn toàn xây dựng mới từ năm 2003 đến nay. Trước đây thì có khu chùa Bánh cổ tự, có cổ kính cách đây hơn 1.000 năm. Lấy nền móng ở đó mà doanh nghiệp xây dựng sân trường năm 2003, mới về lấy nền móng đây để mở rộng cho công trình này. Và mình giới thiệu một chút về chùa Bánh cổ cho các bạn hiểu. Chùa Bánh cổ đây thì có cổ kính hơn 1.000 năm nay. Cách đây hơn 1.000 năm, ở Ninh Bình nơi đây có tồn tại 3 triều đại vua nối tiếp nhau ra đời, đó là nhà Đinh, nhà Tiến Lê và nhà Lý. Và cả 3 triều đại này thì đều rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là quốc giáo. Cho nên cả 3 triều đại này cho xây dựng rất là nhiều những ngôi đình chùa cổ. Và ngọn núi Bảy Đính Cổ Tự trên đây là một trong những ngôi đình chùa cổ linh thiêng mà em vừa nhắc đến. Và cũng tương truyền rằng trên đấy thì do ngài Thiền sư Nguyễn Minh Công đã lên đây lấy những cây thuốc quý để chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông. Thấy cảnh sắc ở đây sơn thủy hữu tình, âm dương đối đãi, nhân sinh vận thịnh, gọi là vùng đất sinh vua, sinh thánh, sinh thần. Chính vì thế ngài chọn nơi đây là am thờ Phật và là nơi tu hành năm 1136 đến nay. Và từ đó đến nay ngài đặt tên cho chùa đây gọi là chùa Bái Đính. Bái nghĩa là lễ bái, bái trời, bái tiên, bái Phật. Đính tức là trên đỉnh núi rất là cao, mà tựa thế ngài đặt tên cho chùa là chùa Bái Đính. Mà lưu truyền gần 1.000 năm nay vẫn được gọi tên chùa Bái Đính với ý nghĩa như thế ạ. Vâng, và quay trở lại đây thì nhà mình đang dừng chân tham quan ở đây được gọi là cổng tam quan nội của chùa. Còn bên ngoài là cổng tam quan ngoại. Như này em cũng có giới thiệu sơ qua cho các bạn là cổng tam quan ngoại này. Trong tương lai gần đây đến năm 2025 và 2025 thì sẽ kết nối được tuyến Bái Đính Trường An bằng thuyền đi qua khoảng 54 hang động và 99 ngọn núi. Hiện tại thì nhà đang khơi nới mở rộng, đã còn một chỗ những số những cái hạn chế nên là dự kiến vào năm 2025 bên ngoài sẽ là bến đò để du khách có thể từ Bái Đính xuống Trường An hoặc từ Trường An lên đây đi qua khoảng 54 hang động và 99 ngọn núi. Và bên trong này là gọi là cổng tam quan nội. Cổng tam quan nội đây với kiến trúc ở đây là hoàn toàn gỗ hết. Nhà chùa đã sử dụng mất 550 mét khối gỗ để dựng lên cổng đây. Đặc biệt nhất ở cổng đây có dựng 4 cây cột trụ như này, với chiều cao 4 cây lên tới gần 14 mét, trọng lượng là trên 10 tấn một cây cột trụ như thế này. Còn ở hai gian trung đường của cổng tam quan thì bao giờ cũng đặt thờ hai ngài Hộ Pháp. Bên phải mình nhìn sang đây là Đức Phật Pháp Thế Thiện, trên tay ngài luôn cầm một viên ngọc minh châu tinh quý và ngài luôn luôn cuốn cửa đời chúng ta đi làm thiện. Tiếp còn bên trái bên đây là Đức Phật Pháp Trừng Ác, trên tay ngài cầm một thanh bảo đao và ngài luôn dâng riêng người đời chúng ta không nên làm việc ác. Cả hai ngài Hộ Pháp đây đều có trẻ cao và cân nặng như nhau. Ngài cao 5,5 mét, nặng là 30 tấn đồng nguyên khối. Có các nghệ nhân làng nghề Ý Yên tỉnh Nam Định đúc, đây gọi là cổng trình. Và vào chùa đây thì mình để ý một chút nhé, mọi cũng rất là nhiều các anh chị hay là các bạn du khách đến đây là hay gọi hai ngài là ông Thiện và ông Ác. Nếu như mình gọi như vậy thì mình sẽ hiểu sai chức năng nhiệm vụ của ngài Trừng Ác đây. Nếu như mình gọi ông Thiện thì đương nhiên mình không cần giải thích, mọi người cũng hiểu là chắc ông làm việc thiện nên được gọi là ông Thiện, và ông Ác chắc ông làm việc ác nên được mới gọi là ông Ác. Nhưng như thế thì mình hiểu sai chức năng nhiệm vụ của ngài. Mình khi mà chỉ cần nói mọi người giới thiệu với khách rằng đây là ngài Trừng Ác và đây là ngài Khuyến Thiện thì chưa cần giải thích, mọi người cũng nghe định Trừng. Trừng là trừng trị những cái ác chứ không phải là ông Ác, giống như cái nghĩa mà mọi người hiểu nôm na như kia. Vâng ạ. Rồi bây giờ em mời đoàn ta chắp tay lễ trình ngài Khuyến Thiện trước một chút, xong mình trình sang ngài Trừng Ác. Em chào mọi người. Hơn 1.000 năm về trước, tại kinh đô Hoa Lư, Ninh Bình đã có 3 triều đại vua nối tiếp nhau ra đời. Đó là nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý. 3 triều đại phong kiến này đều rất quan tâm đến đạo Phật và coi đạo Phật là quốc giáo. Cho nên tại Ninh Bình có rất nhiều chùa cổ, trong đó có chùa Bái Đính trên dãy núi Tràng An. Quần thể chùa Bái Đính gồm một chùa cổ và một khu chùa mới được xây dựng từ năm 2003. Chùa nằm trên sườn núi giữa những thung lũng mênh mông, hồ và núi đá ở cửa ngõ phía tây vào cố đô Hoa Lư. Kiến trúc chùa mới được hoành tráng, đồ sộ nhưng mang đậm bản sắc truyền thống. Chính vì vậy mà nơi đây sớm trở thành một điểm nổi tiếng. Trên quả chung đây có khắc 4 chữ Hán nổi, đó chính là Mẫu Nghi Thiên Hạ và Xuân Hạ Thu Đông. Và hàng thứ hai đây là thờ Ngũ Hổ Thần Quan. Ngài có nhiệm vụ là cai quản 18 cơ sở và 12 cửa bể nơi đây. Và em quan sát là trong đạo thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh bao giờ cũng được thờ Thanh Xà và Bạch Xà. Thanh Xà là màu xanh là đại diện cho rừng, Bạch Xà là màu trắng là đại diện cho sông nước. Và trước mặt của em đây chỉ là bát cờ công đồng mẫu được thờ ba và mẫu quyền lực nhất thế gian, đó chỉ là Mẫu Nghi Thiên Hạ, Mẫu Toàn và Mẫu Thượng Nhàn. Và đôi cô kim đồng ngọc nữ và ngũ vị tôn đông là những người hầu của mẫu và để thực hiện tất cả mệnh lệnh của mẫu.
và em hướng phân bên lé tay trái của chị đây chỉ là hai cụ rùa đá hoàn toàn do thiên nhiên ban tặng cho con người. Và em biết trước đây Ninh Bình là một vùng biển nhưng do biển tiến, biển thoái và nước biển sẽ giúp và tạo ra những cái hố sụt và tạo ra những cái hang động. Và trước mặt của em đây chỉ là ban thờ công đồng các pho tượng cổ trước đây khi mà di dời được. Duy nhất là chùa Bái Đính cổ là có pho tượng Thánh Cao Sơn ngài ngự ở cửa hang sáng không thể nào di dời ngài ra cái khỏi vị trí hiện tại ngài đang ngự được. Và chính giữa đây chính là thờ Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật và có nguồn gốc từ biển Ấn Độ. Bên mé tay phải của chị đây chỉ là thờ Thánh và bên mé tay trái đây là thờ Mẫu Liễu Hạnh. Và em biết là Mẫu Liễu Hạnh là ai mà Mẫu Liễu Hạnh là con gái của nhà trời. Trong hội bàn đào thì bà đã xảy tay đánh rơi chén ngọc thì đã bị ngọc hoàng đầy trong trần gian và thế kỷ 16 và bà đã hiển linh là thế kỷ 17 đấy. Và ba lần tam sinh tam hóa thì ba lần bà được sắc phong là đệ nhị công chúa Quỳnh Như giáng tiền của Mẫu Liễu Hạnh công chúa đấy. Và tam tòa chỉ khái niệm ba ngôi như là Phật ba ngôi, Phật tam bảo cụ thể nên là vừa là thánh vừa là tiên nhân thánh mẫu, vừa là người mẹ người vợ người con hoàn toàn của trần gian. Nhưng mà thực ra thờ mẫu nên là thờ theo tín ngưỡng nhân gian của người bản địa nhé. Kính xin chào các anh chị. Và thứ trước đây thì chùa Bái Đính cổ chỉ là một cái nền đất như trong này thôi, nhưng sau khi mà doanh nghiệp xây dựng sân trường và xây dựng ngôi chùa Bái Đính mới thì đã sang đây tu sửa và mở rộng ra. Thời trước mặt của em đây chỉ là ao tiên động mẫu, quần bách thủ của mẫu mẹ mà thiên nhiên bao đời đã kỳ công dệt cho con người tùy theo trí tưởng tượng mỗi người, như là tiên nữ chảy các bức tranh đá nhé. Nhà mình hình dung những con dê đang leo trèo trên đỉnh núi, con voi và con lạc đà. Và trên đỉnh núi đây thì có một cái ao nước người ta gọi là mắt rồng ẩn sơn, còn giếng ngọc thì người ta gọi là mắt rồng lộ tiên của long mạch Bái Đính. Đây chính là sự kết hợp giữa âm và dương của trời và đất làm cho vạn vật ra hòa thêm sinh sôi này này. Và các nhũ đá rủ xuống như này thì người ta ví như là ngàn dòng sứ mẹ nhé. Em di chuyển lôi về phía sau như chị ba nhé. Nhà mình hướng kim lên trần động đưa cho chị đây chỉ là hình tượng Phật Bà Quán Thế Bồ Tát ngồi trên trần động che chở cho chúng sinh ấm no hạnh phúc. Phần đầu, phần vai, phần thân, phần đài sen và cái nhũ đá này ví như là thế tay của bà. Đây là hiện tại thì em đang tham quan ở đây chỉ là động thờ của Mẫu Liễu Hạnh hay còn gọi là hang tối. Thì chị cũng chia sẻ cho em một chút xíu về lịch sử văn hóa kiến trúc của ngôi chùa. Thì chị chúc các em nhà mình có một chuyến tham quan thật là an lành và chị hẹn gặp lại các em nhà mình trong một dịp gần đây nhất nếu nhà mình được chùa Bái Đính cổ. Bái Đính cổ tự nằm cách điện Tam Thế của khu chùa mới khoảng 800m về phía nam. Khu vực này thường quay hướng chính tây, nằm gần trên đỉnh của một vùng núi khá yên tĩnh. Thì chính điện là chính điện cuối cùng. Chính điện này có kiến trúc đặc biệt nhé. Nghe chị nói lại nhưng mình rất là quen thuộc, một ngôi nhà thân thuộc. Đó là năm gian, hai trái và hậu cung. Đây thì hậu cung chị em mình đang đứng đây. Chính chỗ này chính là hậu cung. Nhà ngoài Bắc nhà chị thì chính cái hậu cung này chính là ban thờ thờ gia tiên. Thì ở đây thì cũng có đặt ban thờ cái pho tượng nữa. Pho tượng này tính thiết đế, đầu pho tượng này là cao 10m và trọng lượng đạt tới 90 tấn bằng đồng nguyên khối, bên ngoài được sát tạm tầng. Kỳ Phật đầu tiên phải nói sự kiện cho ông Tính. Cho ông Tính nhỏ Phật Bà đứng niệm thiền, đấy là Phật Bà tứ đại vô lượng tâm, chính là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì thế mà các cụ già khi đi cửa chùa ta giảng câu đầu tiên câu cửa miệng: Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo truyền thuyết, bà chính là con gái thứ ba của Diệu Trang Vương, có tên là Diệu Thiện. Bà Diệu Thiện là một nhà tu hành rất bình thường, nhưng do bác ái, bà đã hiến một phần chính xác thịt của thân mình, đôi mắt của mình, đôi tay của mình để cứu chính cha mình, đó là vua Diệu Trang Vương. Và các hành động bà Diệu Thiện đã cảm hóa của tổ Thích Ca Mâu Ni, vì thế mà tổ ban cho bà rất nhiều cánh tay, rất nhiều con mắt để cứu vớt, hay còn gọi là phổ độ chúng sinh đấy. Và thật ra thì nói tới Phật Bà người mắt nhìn tay đầu tiên ở Việt Nam mình, không phải chủ đến ngày đâu mà phải nói tới chùa Bút Tháp Bắc Ninh. Ở thế kỷ 16, chùa Bút Tháp Bắc Ninh đã có pho tượng gỗ mít, nhưng ở chùa Bút Tháp lại không làm đủ nghìn tay chủ đính. Chủ đính ta làm đủ nghìn tay để phần nào còn tính vô lượng. Bên phải bên trái mà em đếm được đó là 42 cánh tay lớn. Nhưng đằng sau tượng lớn này đó là hình tượng lá bồ đề. Trên lá bồ đề rất nhiều vòng tròn nữa, và trên vòng tròn lại nhô ra 958 cánh tay. 958 cánh tay phía đằng sau của pho tượng cộng với 42 đằng trước là đủ nghìn tay. Điều quan trọng hơn thì mình có thể thấy rất nhiều chùa mà chưa nhìn thấy, đây là hình tượng bốn phong thủy. Nó có tên là Nam Đà Long Vương, đó từ nguồn đồi sen suốt đời cho Phật Bà. Và hình tượng đồi sen biểu tượng rằng uy lực của Đức Phật đã thấm nhuận tâm tư này. Đây là hình tượng rất đặc biệt trong nguyên chùa. Và các cột gỗ này được xây dựng trong hiện này dao động đường kính từ 0,70, 75, 78 có, chữ khoảng 4,500 tuổi trở về nào. Và có hai con tượng rất đặc biệt em. Hai pho tượng này được cắm với hai thân cây, bắt đầu được dẫn luôn. Hai pho tượng đặt đối xứng luôn, pho tượng bên đây và pho tượng bên kia. Hai pho tượng này trước kia chính là hai cây gỗ mà do những người ta làm nghề, đó là nghề hút cát ở dòng sông.
khi hút cát và chạm thấy một số cái gỗ lớn. Sau đó người ta khoanh vùng đấy thì không ngờ khi trục vớt đã rất nhiều cây, nhưng hai gỗ này lớn hơn thì người ta phát tâm cúng tế về chùa tạc tượng. Chính là nhà chùa tạc tượng thành công trên hai cây gỗ và trở thành hai pho tượng bây giờ. Pho tượng này được về điện đài vào tháng 11 âm lịch năm 2013, còn pho tượng đối xứng bên kia, pho tượng đó đưa vào đêm rằm trôi tháng 8 năm 2014 âm lịch vừa rồi. Tạc thứ hai thân cây bắt đầu được gãy vuông, không hề cho một xíu cả. Ngày 24-25 Tết năm 2015 âm lịch, khi người nghệ nhân đến đây có lớp sàn giáo, vẽ thêm cái sơn son để hiện cái tà áo mà trùng cả năm. Còn khi đưa lên của đây vào đây cũng hoàn toàn màu đen. Lên thăm một cái núi hang động, tức là hang sáng động tối, anh chị phải bước trên 3.000 bậc đá qua cổng tam quan ở lưng chừng núi, rồi lên hết dốc đá thì tới ngã ba. Bên phải là một cái hang thờ Phật và thờ thần, bên trái là một động thờ tối, tức là thờ mẫu và thờ tiên. Phía trên cửa hang thì có bốn chữ đại tự, gồm là Minh Đỉnh Danh Lam, các tên đá do vua Lê Thánh Tông ban tặng, có nghĩa là lưu danh thơm cảnh đẹp. Khi lên vãn cảnh chùa trên đỉnh bái đính, vua Lê Thánh Tôn đã tạc một câu thơ tứ tuyệt chữ Hán được dịch như sau này. Đỉnh sơn danh tiếng thực cao xa, che chở kinh thành tự thủa xưa. Nhân kiệt địa linh nên vượng khí, núi thiên cảnh đẹp vững sơn hà. Động dài khoảng 25m và rộng 15m, cao trung bình là 2m. Nền của cái hang động này thì rất là bằng phẳng và cao khoảng 2m thì đi lại rất là dễ dàng. Đền thờ Thánh Nguyễn, tức là Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không, là người sáng lập ra cái ngôi chùa Bái Đính. Ông là một thiền sư, là pháp sư tài danh, được vua phong là quốc sư và được nhân dân tôn sùng gọi là Đức Thánh Nguyễn. Chùa Bái Đính được báo giới nhắc đến như là một ngôi chùa lớn nhất và nhiều kỷ lục nhất châu Á và khu vực. Theo sách kỷ lục Việt Nam và sách kỷ lục châu Á, tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2009, ngôi chùa này đã có 6 kỷ lục được công nhận. Và ngày 28 tháng 2 năm 2012, chùa có thêm 2 kỷ lục là chùa lớn nhất châu Á và được xác lập. Những cái kỷ lục mà chùa Bái Đính có được bao gồm tượng Phật bằng đồng và dát vàng lớn nhất châu Á, tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, chuông đồng lớn nhất Việt Nam, bảo tháp cao nhất châu Á, khu chùa rộng nhất Việt Nam, khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á, khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam, khu chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam, khu chùa có cái cây bồ đề nhiều nhất tại Việt Nam. Lễ hội chùa Bái Đính là một lễ hội diễn ra từ chiều ngày 1 Tết, khai mạc ngày 6 Tết và kéo dài đến hết tháng 3, khởi đầu cho những lễ hội hành hương về vùng đất cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngoài thời gian trên thì chùa Bái Đính Ninh Bình luôn đón những cái đoàn khách tham quan, những đoàn khách du lịch chùa Bái Đính vào bất kể thời gian nào. Phong cảnh ở chùa Bái Đính Ninh Bình là một cái phong cảnh thiên nhiên được ban tặng và một nơi du lịch khá nổi tiếng và cũng nên đến tham quan trọn vẹn toàn cảnh của ngôi chùa Bái Đính này. Giá vé vào chùa Bái Đính thì hiện tại là giá rẻ nhất là 60.000 một vé và giá cao nhất là 220.000 một vé cho một lượt tham quan chùa Bái Đính. Kinh nghiệm du lịch chùa Bái Đính, anh chị nên đi xe điện vào trong khuôn viên chùa Bái Đính để chúng ta thư giãn
tham quan tất cả các địa điểm, toàn cảnh chùa Bái Đính được trọn vẹn. Nếu như anh chị không đi xe điện thì anh chị không thể tham quan được hết toàn cảnh của ngôi chùa Bái Đính này. Tượng Phật chùa Bái Đính rất đẹp và rát bằng vàng, thì anh chị cũng nên nhờ thuyết minh về chùa Bái Đính để chuyến đi du lịch chùa Bái Đính được trọn vẹn. Lễ hội chùa Bái Đính thì diễn ra vào những ngày đầu năm. Thì ngoài ra thì anh chị cũng có thể đi du lịch chùa Bái Đính tất cả các ngày trong năm. Vào tham quan chùa Bái Đính thì không nên bỏ qua cái bảo tháp chùa Bái Đính nhé. Ở đây bảo tháp chùa Bái Đính có 13 tầng. Để anh chị lên trên này, anh chị khám phá toàn cảnh ngôi chùa Bái Đính dễ dàng nhất. Chùa Bái Đính Tràng An. Chùa Bái Đính nằm trong khu quần thể của Tràng An. Thì tới đây anh chị sẽ được thông hành qua đường thủy vào năm 2025, bao gồm là từ Tràng An đến chùa Bái Đính thì anh chị di chuyển bằng đường sông. Sau đây là những cái toàn cảnh của ngôi chùa Bái Đính. Anh chị xem qua những cái thước phim mà tôi đã quay trọn vẹn toàn cảnh chùa Bái Đính. Anh chị bấm đăng ký kênh YouTube ủng hộ giúp tôi với nhé. Tôi cảm ơn tất cả mọi người và cầu chúc cho mọi người có một sức khỏe thật tốt và thành công trong cuộc sống. Đây chưa ra, có rồi.
Đây là chùa Bái Đính cổ này. À, chúng ta đi sâu vào bên trong để khám phá cái chùa Bái Đính cổ. Đây là cái hướng ra chùa Bái Đính cổ nha. Đây là động thờ Phật của chùa Bái Đính này. Chùa cổ Bái Đính. Đây là cái hang động này. Hang động thờ Phật ở cái chùa cổ Bái Đính. Anh chị thấy ở đây là một cái hang. Hang bằng đá không? Và ở đây họ đã là cái ngôi chùa cổ Phật. Ngôi chùa có từ rất lâu đời tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Vào sâu bên trong là một cái lối ra của chùa Bái Đính. Rất là mát. Đây là một cái hang động. Đây là chuông chùa. Chuông cổ. Chuông cổ tại cái chùa Bái Đính. Chuông này có từ rất lâu đời và hiện tại ở trên này đã có hiện tượng rỉ sét. Ngôi chùa này nằm ở sâu bên cái hang đá gọi là chùa cổ. Tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Anh chị cũng nên một lần đến cái chùa Bái Đính để tham quan. Tại chùa Bái Đính thì có rất nhiều các phong cảnh tự nhiên và những ngôi chùa cực kỳ linh thiêng tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Trên đây là hoàn toàn là một cái núi đá cao tại cái ngôi chùa cổ nhé, thuộc chùa Bái Đính, Ninh Bình.
Nơi đây chính là ngôi chùa cổ gốc nghìn năm về trước. Thì giới thiệu với các em là tương truyền trong một lần Đức Thánh Nguyễn Minh Không, ông lên núi đỉnh cao để hái cây thuốc chữa bệnh hóa hộ cho Vũ Lý Thần Tông. Thì trước cảnh sắc nơi đây sơn thủy hữu tình, nhân sinh vật thịnh, hang động tự nhiên, ngài đã chọn nơi đây lập am thờ Phật và làm nơi tu hành. Đó là năm 1136 của thời Lý, cách đây 1000 năm rồi. Và ngôi chùa cổ này thì theo cái thuật lịch của thời gian ấy thì nó là ngôi chùa tâm linh 1000 năm về trước. Thì nói về lịch sử Ninh Bình thì cách đây 1000 năm ở Ninh Bình ta là có ba triều đại vua nối tiếp nhau ra đời, đó là nhà Đinh, nhà Tiền Lê và nhà Lý ạ. Cả ba triều đại này rất quan tâm đến đạo Phật, coi đạo Phật là quốc giáo, cho nên Ninh Bình thì có nhiều chùa, trong đó nổi tiếng nhất vẫn là ngôi chùa Bái Đính cổ nằm trên đỉnh núi cao. Đây là mảnh đất hội tụ đầy đủ các yếu tố địa linh nhân kiệt, đất sinh vua, sinh thánh và sinh thần. Năm 1997 thì được công nhận bằng di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Và nơi đây cũng là nơi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lên ngôi vua, hoàng đế là Đinh Tiên Hoàng, lập đổ Hoa Lư. Thì ngài có lên núi Bái Đính cổ này để lập đàn cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và phong thưởng cho văn võ bá quan. Tiếp tục vua Quang Trung cũng làm lễ tế cờ tế kiếm, động viên quân sĩ trước khi Thăng Long đại phá quân Thanh ở trên đỉnh núi này. Vì thế ngôi chùa cổ đây không những là ngôi chùa linh thiêng mà còn là khu căn cứ quân sự cách mạng che chắn cửa ngõ phía tây kinh thành Hoa Lư xưa kia, và là nơi che giấu các chiến sĩ đảng cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp ạ. Trên chùa cổ này có hai hang động, động sáng thờ Phật, động tối thờ mẫu, cho nên dân ta có câu ca rằng núi kia ai tạc ai xây, bên kia động Phật, bên này là động tiên. Vì có hai hang động, động tiên tức là động tối thờ mẫu và có hang tiên trong đó. Tí nữa chúng ta sẽ sang đó tham quan tiếp tục. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đang có mặt vào tại nơi đây chính là động sáng, hay còn gọi là động Phật ạ. Động dài 25m, rộng 15m và ban giữa là thờ ba ngôi tam bảo. Tam là ba, bảo là bóng, ba ngôi bóng Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, tức là đây là ba ngôi bóng của nhà chùa đó. Thì ban gốc tâm linh là các ngày đây được thờ 1000 năm rồi. Còn cái ngôi chùa lớn mà chúng ta vừa tham quan đó là mô phỏng từ ban tam bảo chia làm ba điện thờ bên đầu, đó là điện thờ Phật, điện thờ Pháp và điện thờ Tăng, là ba điện. Thì đây là ngôi gốc, còn bên kia là mới đó. Thì tam bảo là bên hàng trên cùng thì là có ba pho tượng là bộ tam thế, đó là Phật thờ Phật A Di Đà, Phật Thích Ca và Phật Di Lặc. Hàng thứ hai của ban tam bảo là thờ Phật Thích Ca, người sáng lập đạo Phật. Hàng thứ ba của ban tam bảo đó là Phật Bà có năm Bồ Tát, một vị sư tứ đại thuận tâm cứu độ chúng sinh. Ngoài ra hai bên ban thờ của ban tam bảo là thờ hai đệ tử của ngài. Bên tay trái đây là thờ Đức Chúa Ông, ngài có tên là Thập Bát Long Thần Già Lam Chân Tệ. Ông là trưởng giả cấp cô độc, một thương gia giàu có. Khi xưa ông đã dâng hiến ruộng vườn của mình cho Phật Thích Ca Mâu Ni làm tịnh xá để làm nơi thuyết pháp, cho nên ông được cử cả chính quay quản chính trong chùa. Khi mình lễ Đức Ông thì theo quan niệm là Đức Ông giàu có, cho nên là chúng ta thường lễ Đức Ông để cầu tài lộc, công danh, sự nghiệp. Đó là về tâm linh là như vậy. Còn về lễ Phật thì Phật là từ bi giác ngộ, là đỉnh cao của giác ngộ, cho nên chúng ta thành kính bái kính Đức Phật để Phật độ cho chúng ta mạnh khỏe bình an. Bởi vì sao? Khi chúng ta giác ngộ thì tâm khỏe thân an, vạn sự cát tường như ý. Còn lễ Thánh Hiền là sau cùng. Lễ Đức Thánh Hiền thì vị này là Khải giáo A Na Đà Tôn giả, cũng là một trong các đại đệ tử của Phật Thích Ca cùng thời. Thì ngài có trí tuệ vô lượng, trí nhớ siêu phàm. Khi còn tại thế nghe Phật thuyết pháp, ông đã nhớ lại toàn bộ kinh pháp này. Từ khi Phật nhập Niết Bàn thì ngài đã ghi chép hình thành cuốn kinh thư lưu lại cho đời sau, mà bộ kinh pháp này được gọi là Kinh Luật và Luận, ngày nay chính là giáo lý nhà Phật. Cho nên dân ta cũng thường có câu ca rằng ai muốn học giỏi thành tài thắp hương vái lạy cầu ngài an an, ngày ban chỉ nhớ vô vàn, hưởng tài đắc lộc an nhàn về sau. Cho nên lý do là du khách thường lễ vị Đức Thánh Hiền để xin cho con cái mình học giỏi thi cử đỗ đạt là như vậy đấy ạ. Thank you.
quan đang ở đây này chính là chùa Bái Đính nhá. Thì em biết là Ninh Bình là nơi địa định nhân kiệt, là nơi sinh vương, sinh thánh, sinh thần. Sinh vương đây là sinh ra vua Đinh Tiên Hoàng, là người dẹp loạn 12 sứ quân và lập nên đất đại cổ Việt. Và sinh ra Đức Thánh, đây là Đức Thánh Nguyễn Minh Không, là người sáng lập tại Bái Đính cổ và cũng là người mà sáng lập tứ chùa Keo Thái Bình nhá. Và sinh ra thần ở đây là thần núi, là thần Cao Sơn hay còn gọi là Hoa Lư Tứ Trấn đấy. Mà Ninh Bình là thành phố du lịch. Khi mà em bước chân về quê hương Ninh Bình đã trở về đến mảnh đất cố đô nghìn năm văn hiến, có những dãy núi xây nên thành lên vĩ và có các dòng sông chở bao huyền thoại, chính là sông Sầu Khê đã đưa Lý Công Uẩn rời đô từ kinh đô Hoa Lư về Thăng Long Hà Nội đấy. Thì hiện tại em đang tham quan đây chính là khuôn viên chùa Bái Đính cổ. Thì chùa Bái Đính cổ ở đây thì do một vị thiền sư sống ở thời Lý, đó chính là thiền sư Minh Không. Thì trong cái thời gian mà ông đi tìm cây thuốc để chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông, thì ông đã phát hiện ra hai cái hang động đây rất là đẹp. Khi mà chữa bệnh được vua xong thì ông đã về đây lập am thờ Phật và cũng chọn nơi này làm nơi tu hành. Thì hiện tại em đang tham quan đây chính là động thờ Thánh Mẫu Liêu Hạnh, hay còn gọi là hang tối, tại vì ở đây chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Đền thờ thiền sư Minh Không nhé. Tên Lý của ngài là Nguyễn Chí Thành, ông sinh vào năm 1065. Thì chẳng may cha mẹ đã mất sớm, cho nên là Nguyễn Chí Thành đã phải mò cua bắt ốc vào sông Hoàng Long đây để mà kiểm soát cho qua ngày. Và đến năm 11 tuổi thì ngài đã xuất gia đi tu lấy vị hiệu là Minh Không đấy. Và đến năm 1115 thì ngài đã kết nghĩa anh em với đạo Từ Hải và Giác Hải. Đây là hai vị chân tu đương thời lúc bấy giờ phải đã sang Tây Trúc để thỉnh kinh. Và đến năm 1136 thì ngài được chữa bệnh hóa hổ cho vua Lý Thần Tông và được vua Lý Phong làm Lý Chùa Quốc Sư. Khi mà chữa bệnh thì vua xong thì ông không còn lại trốn kinh thành, mà ông đã về cái nơi mà ông tìm ra cây thuốc kia đây là am tu hành, đó chính là Bái Đính cổ tự ngày hôm nay. Và Đức Thánh Nguyễn Minh Không thì người sinh ra thôn Điểm ra xã Cao Thắng huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, nhưng mà ngài tác đi chùa Keo Thái Bình và cũng là người thầy sáng lập chùa Keo Thái Bình. Đức Thánh Nguyễn Minh Không là người đầu tiên chữa bệnh bằng thuốc nam châm cứu và cũng là người đầu tiên sang Trung Quốc khuyên góp đồng để được chôn, đó chính là ngài Yên Ông Định. Em biết là trong lịch sử Việt Nam mà có hai người phụ nữ truyền ngôi cho người ngoài, em biết là ai? Trong lịch sử Việt Nam mà có hai người phụ nữ truyền ngôi cho người ngoài, đó chính là Thái hậu Dương Văn Nga. Lần đầu tiên là bà hoàng hậu của triều Đinh, nhưng sau khi vua Đinh băng hà thì bà đã khoác áo long bào của triều đình nhà Đinh cho Lê Hoàn và đưa Lê Hoàn lên làm ngôi. Và từ em biết là từ thế kỷ 15 trở về trước đây thì công trạng của bà Thái hậu Dương Văn Nga không được đánh giá. Bởi vì sao? Bởi vì theo cái luật tam tòng tứ đức, khi mà chồng mất một mực thờ chồng nuôi con. Nhưng mà Thái hậu Dương Văn Nga đây không những một mực thờ chồng nuôi con mà còn phải ngôi vị con trai đẻ của mình cho Lê Hoàn và đưa Lê Hoàn lên làm ngôi. Và Lê Hoàn lúc bấy giờ là thập đạo tướng quân, tức là tổng chỉ huy quân đội bấy giờ, và tương đương với chúng ta bây giờ là bộ trưởng bộ quốc phòng ngày nay.
Cái lúc đó thì Âu Chúa Đinh Toàn mới có 6 tuổi thì chưa đủ sức để mà lãnh đạo một đất nước mới thành lập được 12 năm. Mà bà là một người phụ nữ thì không thể nào buông rèm nhiếp chính được. Cho nên là bà đã khoác áo long bào của triều đình nhà Đinh cho Lê Hoàn và đưa Lê Hoàn đi làm vua. Và sau đó thì bà cũng mãn tang thờ chồng 3 năm. Thì bà tái giá với vua Lê và sinh cho vua Lê một cô công chúa duy nhất, đó chính là công chúa Tuyết Ngân. Và em biết là triều đại nhà Lê lên ngôi 24 năm. Khi mà vua Lê ngoại triều qua đời thì quân thần triều Lê đã đưa một người có tài có đức để lãnh đạo đất nước, đó chính là Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhưng mà chị cũng rất tiếc là khi mà Lý Công Uẩn lên ngôi thì đóng đô Cô Đô Hoa Lư đi chỉ có 10 tháng thôi. Sau đó ngài viết chiếu rời đô vào năm 2010 và 2010 là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
Lập đài tế trời, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho đứng ở đây thì em nhìn lên đây là đỉnh chóp của tầng thứ 13, đây là làm theo thế quả cầu. Thì đây là cả một bầu trời Phật giáo. Trên cùng ở đây là có một bông hoa sen khổng lồ. Trên bông hoa sen này tức là người ta muốn nói rằng ai gieo nhân nào sẽ hưởng quả ấy. Vòng thứ nhất và vòng thứ hai đây là cái thế của Đức Phật giảng pháp. Còn vòng thứ ba đây là cái thế của Đức Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là Đức Phật mất đi ạ. Sau khi Đức Phật mất đi thì các đệ tử của Ngài đã mặc cho Ngài là 7 lớp áo cà sa. Và người ta đã làm lễ trà tì hay còn gọi là làm lễ hỏa tiêu. Có 84.000 viên xá lợi. Ngọc xá lợi này vừa bằng hạt tấm, hạt cát, đập không nát mà thiêu không cháy, bỏ vào nước không tan ạ. Sau khi mà hỏa tiêu xong thì có 8 tiểu bang nhỏ bên này đã tức là tranh giành để thờ Ngọc Xá Lợi Phật. Nhưng phái Bà La Môn đã đứng lên chia đều cho 8 quốc gia của nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Thì trong này được tặng, tức là chùa Bái Đính sau này được tặng 9 viên Ngọc Xá Lợi Phật tại nơi đây. Đấy là bên trong này.
còn có thờ một pho tượng Phật Ngọc màu hồng nữa là do nước Ấn Độ tạo. Ngọc sán là Phật bên trong này là thờ tất cả 9 viên đây, có 3 cái tháp nhỏ đấy ạ. Ở bên trong tháp lưu ly nhỏ đây, 3 cái tháp lưu ly nhỏ đấy ạ. Chủ yếu kiến trúc trước nhé. Chính điện này là chính điện đầu tiên hay là chính điện thứ mấy của em? Lúc này
đi về hay là đi bắt đầu đi lên? Cuối cùng. Chính điện cửa 220 đúng không? Đúng rồi. Ở đây thì chính điện là chính điện cuối cùng. Chính điện này có kiến trúc rất đặc biệt nhé. Nghe chị nói lại nhưng mình rất là quen thuộc. Một ngôi nhà thân thuộc. Đó là 5 gian, 2 trái, 1 hậu cung. Đây thì hậu cung chị em mình đang đứng đây. Chính chỗ này chính là hậu cung. Nhà ngoài Bắc nhà chị thì chính cái hậu cung này chính là ban thờ thờ gia tiên. Thì ở đây người ta cũng có đặt ban thờ cái pho tượng nữa. Pho tượng này tính thiết đế, đầu pho tượng này là cao 10 mét và trọng lượng là tới 90 tấn bằng đồng nguyên khối, bên ngoài được sát tẳng tầng. Thì phật đầu tiên phải nói sự phục thờ cho ô kính. Cho ô kính nhỏ phật bà đứng niệm thiền. Đấy là phật bà tứ đại vô lượng tâm, chính là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì thế mà các cụ già khi bước cửa chùa ta giảng câu đầu tiên câu cửa miệng: Nam mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo truyền thuyết, bà chính là con gái thứ ba của Diệu Trang Vương, có tên là Diệu Thiện. Bà Diệu Thiện là một nhà tu hành rất bình thường, nhưng do bác ái, bà đã hiến một phần chính xác thịt của thân mình, đôi mắt của mình, đôi tay của mình để cứu chính cha mình, đó là vua Diệu Trang Vương. Và cái hành động của Diệu Thiện đã cảm hóa của tổ Thích Ca Mâu Ni, vì thế tổ ban cho bà rất nhiều cánh tay, rất nhiều con mắt để cứu vớt, hay còn gọi là phổ độ chúng sinh đấy. Và thực ra thì nói tới Phật bà người mắt nhìn tay đầu tiên ở Việt Nam mình, không phải chủ đến ngày đâu mà phải nói tới chùa Bút Tháp Bắc Ninh. Ở thế kỷ 16, chùa Bút Tháp Bắc Ninh đã có pho tượng 4 mét, nhưng ở chùa Bút Tháp lại không làm đủ nghìn tay chủ đính. Chủ đính làm đủ nghìn tay để phần nào nói tính vô lượng. Bên phải bên trái mà em đếm được đó là 42 cánh tay lớn. Nhưng đằng sau tượng lớn này đó là hình tượng lá bồ đề. Trên lá bồ đề rất nhiều vòng tròn nữa, và trên vòng tròn lại nhô ra 958 cánh tay. 958 cánh tay phía đằng sau của pho tượng cộng với 42 đằng trước là đủ nghìn tay. Điều gần hơn thì mình có thể thấy rất nhiều chùa mà chưa nhìn thấy. Đây là hình tượng bốn con quỷ, nó có tên là Nan Đà Long Vương. Nó tượng người đồi sen suốt đời cho Phật Bà. Và hình tượng đồi sen biểu tượng rằng uy lực của Đức Phật đã thấm nhuễn tâm tư này. Đây là hình tượng rất đặc biệt trong nguyên chùa. Và các cột gỗ này được xây dựng trong hiện này dao động đường kính từ 0,70, 75, 78 có, chứ khoảng 4,500 tuổi trở từ Lào. Và có hai mô tấn đặc biệt em này. Các mẹ em cắt hai pho tượng này được đặt cùng hai thân cây, bắt đầu biểu diễn luôn. Hai pho tượng đặt đối xứng luôn, pho tượng bên đây và pho tượng bên kia. Hai pho tượng này trước kia chính là hai cây gỗ mà do những người ta làm nghề, đó là nghề hút cát lòng sông. Khi hút cát và chạm thấy một số cây gỗ lớn, sau đó người ta khoanh vùng hút đấy thì không ngờ khi trục vớt đã rất nhiều cây, nhưng hai gỗ này lớn hơn thì người ta phát tâm cúng tế về chùa tạc tượng. Chính người nhà chùa tạc tượng thành công trên hai cây gỗ và trở thành hai pho tượng bây giờ. Pho tượng này đưa về điện đài vào tháng 11 âm lịch năm 2013. Còn pho tượng đối xứng bên kia, pho tượng đó đưa vào đêm rằm Trung Thu tháng 8 năm 2014 âm lịch vừa rồi. Tạc thứ hai thân cây, bắt đầu được dễ lên luôn, không hề chắc đối xứng nó cả. Ngày 24-25 Tết năm 2015 âm lịch, khi người nghệ nhân đến đây có lắp sàn giáo, vẽ thêm cái sơn son thể hiện cái tà áo và trần quả năm. Còn khi đưa anh vào đây nó hoàn toàn màu đen hết đấy. Đây, cái sơn son này, cái này là em chụp được
vào đây chưa ta? Khó rồi. Vào đây chưa ra? Khó rồi. Đây ngoài đây kín đó.